Lễ trao giải âm nhạc Brit Awards 2015 vừa khép lại vào tối ngày 25 tháng 2 tại London, nước Anh. Ca sĩ Ed Sheeran đã giành hai giải cao nhất là Album của năm và Nghệ sĩ Anh xuất sắc. Ca sĩ, nhạc sĩ sinh năm 1991 Ed Sheeran đã nhận hai giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải được coi là giải Grammy của Anh, trong đó có giải Album của năm với album X. X là tuyển tập nhạc thứ hai của Sheeran, đưa anh trở thành nghệ sĩ được nhiều người nghe trực tuyến nhất thế giới năm 2014 với hơn 860 triệu lượt tải các ca khúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi đã rất lo lắng về album này và tôi mất rất nhiều thời gian để thực hiện. Tôi không kỳ vọng mình đoạt giải, điều tôi muốn nói là năm vừa qua là một năm đại thắng của âm nhạc Anh. Riêng Sam Smith, nghệ sĩ trẻ người Anh vừa giành chiến thắng lớn tại Grammy 2015 với 4 máy hát vàng, đây được tôn vinh ở giải nghệ sĩ đột phá và nghệ sĩ Anh thành công toàn cầu. Brit Awards 2015 cũng tôn vinh những nghệ sĩ quốc tế và ba cái tên đã nhận cúp đều thuộc về các nghệ sĩ của Mỹ. Trong đó giải ca sĩ nữ quốc tế xuất sắc nhất được trao cho Taylor Swift, ca sĩ nam quốc tế xuất sắc nhất thuộc về Pharrell Williams và nhóm nhạc quốc tế xuất sắc thuộc về Foo Fighters.